chung là không thể tin nổi các bạn ơi. Chúng nói không? Quá may mắn. Thực sự là quá may mắn. Quá đẳng cấp luôn em. Quá may mắn. Anh coi lên phân ý rồi. Nhà ở thị trấn Linh Quỳnh anh em. Khu này là nói chung là anh em biết là khu này nói chung là cực kỳ cạnh tranh luôn, cạnh tranh mà cấp độ lớn chứ không phải nhỏ đâu. Anh em thấy quá tuyệt vời luôn. Nhà này là đồng bộ hóa. Ấy sơ làm ấy sơ móc về đất và ấy sơ móc xe bằng lấy màu đen anh em. Nhà này là lúc tôi mua có nhiều nhiều lần nó bu bu chim mà bu đẹp hết luôn. Quá nâng cấp anh em. Đây. Nhà đây là lúc công ty nâng cấp trở lại đúng ngày 30 tháng 4 nha anh em. Đúng ngày 30 tháng 4 năm 2023. Anh em ghi là 100 tổ sàn 2. Bây giờ nó lên nhiều anh em. Giờ lên sàn này lên 215 tổ. Là ít sáu móc xe bằng lưới màu màu đen anh em. Còn nó dẫn về ấy sáu móc với đất trong nước mặt trời nè đó. Ok anh em ha, chắc cái dọn sinh đen chúng này dọn sinh chắc đợt sau anh lên chỉnh vị trí cái tủ xốp nè, khai thác thêm ít nữa chắc em nghĩ chút có chục ngày nữa nè. Đây sàn hai anh em, sàn hai cũng đầy, đúng một năm còn tháng nữa là đúng một năm luôn anh em. Đây sàn hai này, sàn hai bây giờ được 150 tổ, lúc trước thì được 75 tổ, bây giờ được 152 tổ và ghi 150 rồi. Hôm trước là được 75 tổ anh em, thì một năm nó tăng lên với tôi cấp 2 đây. Chung lo này là bà làm kỹ lắm, nói chung là cái lần cày này kia đầy đủ hết, chung là sẽ làm những có tăng là được, nhưng mà dùng chim này dùng chim cạnh tranh anh em ơi, nên cái tổ nó cũng hơi nhỏ anh em, thật sự là vậy, dùng nào cạnh tranh cái tổ nó hơi nhỏ. Ở xuống dưới với các bạn đi là cái năm sau một cái nữa cho số lượng nó lên bao nhiêu. Còn đây sân bọc nha anh em, sân bọc một cũng đều, sân bọc ngày xưa là 25 30 tổ, bây giờ nó lên 52 tổ, 57 hồi nãy đến 52 57 rồi đó, cũng quên mất rồi, nhưng mà nói chung là các cỡ sẵn lên cấp 2 hết đều. Xmox xe nha anh em, dây điện Audax luôn, Xmox xe dây điện Audax luôn, gọi là cái nhà này là full option Audax Indonesia luôn anh em, nói chung là cực kỳ phát triển luôn, nói chung là anh chủ nhà, nói chung là anh chị chủ nhà cũng rất là tốt luôn, khi mà được kỹ thuật lên làm á thì anh chị rất là tuyệt vời luôn, thì nói chung là ở hiện kịp hành ở hiện kịp lành anh em ơi, nói chung là quá ok. Làm bà xin chúc chúc mừng anh chị nha, những này bao nhiêu lần nữa là ở Linh Bình cho anh em, ở thị trấn Linh Bình, xin chào anh em ha.